chào nhau rất lần. Mút quăng vô thùng nè, thử tài thiện xạ nè. Tiếp tục. Cá học trò đâu rồi? A Di Đà Phật. Cá học trò bơi đi đâu không? Quay quay quay, em bơi lại đằng kia nha, đằng kia thấy rác nhiều rồi đó. Em lụm ở đây là muốn hết rồi, nó sạch rồi chứ lúc trước nó dơ lắm luôn. Vậy thôi thầy đừng vô đó, nếu ô nhiễm quá đừng vô. Vô bị hư mắt đó thầy. Dạ. Gì đã phật đem cái camera đi tour lên lụm. Dạ. Bỏ vô giùm em đi, em vô đi tê vô môi rác ra phụ anh coi đi. Vô lụm rác ra. Mấy cây đước nó giữ rác lại hay lắm, nó cạn rác là nên vô mấy cây đứa lụm ra rác không. Ui giời. À, nó kéo đi kìa, anh chỉ đang phải kéo rác đi kìa. Đó, ai cho ăn cơm từ thiện, cơm từ thiện thì làm ơn bỏ vô hộp giấy hay gì đi, đã từ thiện rồi cố gắng luôn dùng hộp giấy. Cơm quăng đầy với nước, em thấy hộp cơm là khá bị nhiều. Ai gì đẹp vậy luôn này con, rồi bơi lên con, bám lên cây đi. À, con có ba chân rồi hả? Tội nghiệp quá, có ba chân cũng mới theo đi nhặt rác nữa. Ai gì đẹp vậy? Ai gì đẹp đi rất từ bi nha. Mọi người có ba chân thôi đó cả nhà. Ai gì đẹp vậy? Chân thôi đó mà cũng đi nhặt rác nha cả nhà. À, gì được rồi. Em ba chân nhưng mà em đã học là có rồi, em phải đi lượm rác. Thôi em đi đi. Rồi đi, đi làm nhiệm vụ đi A Di Đà Phật. Để anh qua đây anh kiếm thêm. Đấy. Đấy, đằng kia có con rắn nước kìa. Đằng kia bùi nước ô nhiễm quá thì đừng đi đến đó nữa. Nếu đằng kia ô nhiễm quá thì ơi. Bắt con rắn nước cho mọi người coi. Thôi đừng bắt nữa, để người ta sống tự nhiên với gia đình người ta đi. Đây người ta còn làm nhiệm vụ người ta nữa. Rác à, gì đẹp rồi. Rồi thêm mấy bao nữa là ra thoát khỏi khu này nha. Rồi mình đi về để chuẩn bị còn kịp cái giờ. Thôi nè gì đó thầy. Thôi mọi người. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xong chưa, ra chưa A Di Đà Phật? Ra đi, quay ra đi. Mấy vỏ chai nữa. Cố gắng luôn đi ha. Mai lượm tiếp cũng được, ngày này cũng phải lượm vậy mà. Ok, còn thêm một cái này nữa thôi, hai cái nữa. Mỗi ngày đều làm công việc như vậy.
mong mọi người thấy, mọi người có thấy công việc của chàng tiên cá rất vất vả, mong cộng đồng chung tay góp sức. Chỉ cần mọi người nhấn đăng ký kênh, follow, like và chia sẻ, subscribe thì đã góp phần tạo công đức và phước báo vô lượng cho ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tổ tiên con cháu của chúng ta đời đời kiếp kiếp, ngàn ngàn vạn vạn lần hưởng được ân đức của quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi. Rồi, A Di Đà Phật. Thoát khỏi nơi này thôi. Ô chị chi. Trời ơi, chị chi nó đi theo nó phá không người ta. Anh Phật đi con. Bỏ nó vô cái thùng nó nhảy liền, nó sợ ha. Sợ. Rồi, bên kia. Dạ. Dạ. Về trên đường về mình lượm thêm. Dạ. Mà mình hạn chế quay đi để ấy, ở trong kia anh thấy không, còn một cái thùng giống vậy nữa kìa. Mốt vô đây lượm thùng đó, không biết ai cứ quăng mấy cái thùng này xuống không. Bốn thùng luôn. Ông thần rồi mà tặng sắp xếp ăn bài cho chúng ta đó mà. Ờ, mình cứ lượm rác đầy vô thùng đó. Đi chi đi về con. Về ha. Không, mấy cái thùng này thật ra là rất là của mỗi người quăng một cái, quăng một cái nó kẹt vô đây hết á. Dạ. Ở trời cũng thần đừng giữ lại cho thầy á. Dạ. Yeah. Thầy có làm nhiệm vụ á. Thôi đi, đi, đi con. Đi, đi, đi. Mình ra bên ngoài mình lụm mấy cái rác nhựa được rồi. Tôi thường hay vô đây lụm mấy cái thùng để chứa rác mà. Đó, mấy thùng nó hay mắc kẹt trong này lắm. Thùng lớn, thùng nhỏ, tùm lum á. Về mình đốt thì nó cũng dễ cháy lắm. Bông dẫn đường, bông. Đây nè.